tiết xuân thì cũng kỳ bái đào tâm ma trí thành ý câu đạo ý câu bình an dâng lên lòng lòng thành con bái đạo chùa tiền tỷ mẫu cửu trùng trùng về với tiên đồng tiên nói chính vì quê phước đôi nơi
tiếc mở thung dung tiếc ngày lành nghỉ tiếc mở thung dung nghe tiếng mời tam tòa tiên thanh hồi cộng đồng mẫu giang đà quyên viên na thực mời để nhân thiên viên na tặng phong chia thắng sở loạn vân ca thôn quê đất phủ đầy vân ca thôn quê nghĩa thiên bản họ lê bố cải trần xa nhật pháp rơi mong hân chư vật tài hội đất sau bằng cửu sư đất thượng vân đại lý hân nhân chư vật thành toàn thân nam mô đặng vân cái bồ tát ma bát nam mô đặng vân cái bồ tát ma bát nam mô đặng vân cái bồ tát sa đoàn thanh gia hồi đệ nhị thiên na cung thỉnh mời tích dương ai hiển thành trong đền sông sơn nhà sóc phi thường mẫu dung mà nhan sóc phi thường giá dân đòi một hòa vương cuộc đi chuyên đang ngày càng đô duyệt tinh vương ra du từ bầu lộc vương mà nội đắc thanh vương chi tâm kim vương đất chu yên thập phương nam mô hương cung Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Cung Giang Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Cung Giang Bồ Tát Ma Tát Xoan Đệ Tam Thanh Tiên cung thỉnh mời Mộc Đệ Tam Thanh Tiên xích lần lòng nữ ngược đề hệ thoại sớm kết loan phòng kinh xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng gieo oan chẳng xét ngay ra giới định chân ngang phật khởi dung tương thượng đề tài kiện thành hiện tại kim lô phong phẳng các đơn vân tương biên bán thập phương thích nhật ra du biến lại tiêu tai dương nam bù hương cũng đang bồ tát ma Giang Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Giang Bồ Tát Ma Tát Sa La Đền dòng sớm hôm mà vui vẻ đền dòng ngày chơi phủ tía lầu hồng dầu đời nhất vào ra giữ sổ tam toa nghi khăng khăng giữ sổ tam toa đến đến châu chúa quy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hoàng lân cận Thánh Chúa Tiên Trung Vương.
chiều đã đến ngọc tốt và yêu dương ta tỏa ý à. Cửa phủ cửa đền cho ba dòng rơi, cửa phủ cửa đền có lệnh bỗng truyền ra nghe phúc trời ta. Phàm trần ai thấy